Mọi người bị cuốn hút bởi vàng không chỉ vì ánh sáng lấp lánh của nó, mà còn vì lý do vàng là tiền. Nhận ra thực tế này là điểm khởi đầu quan trọng để hiểu về vàng. Tất nhiên có nhiều loại tiền trên thế giới, tại thời điểm này có nhiều đồng tiền khác nhau đang cạnh tranh để dẫn đầu trong vai trò đồng tiền dự trữ toàn cầu. Ngày nay, đồng đô la, đồng euro và đồng tiền Bitcoin là các dạng của tiền, vàng cũng thế. Theo định nghĩa cổ điển về tiền có 3 phần. Tiền là trung gian để giao dịch, để cất giữ giá trị và là đơn vị để đo lường. Nếu cái gì đáp ứng tất cả ba điều tiêu chuẩn này thì đều được gọi là tiền. Anh chị chờ Thắng một chút xíu. Thắng cắm một cái pin vào trong máy. Ok, có pin rồi đúng không ạ? Đây là cái định nghĩa về tiền này các bạn này. Đó. Định nghĩa cổ điển của tiền á, thì thứ nhất á, là anh chị và các bạn ý kỹ này. Thứ nhất, tiền nó đóng vai trò là trung gian giao dịch. Trung gian giao dịch. Thì vàng hiện nay nó đều cũng là đóng được cái vai trò là trung gian giao dịch. Cái vai trò cất giữ giá trị thì vàng nó cũng đóng được vai trò là cất giữ giá trị. Và vàng nó có phải là đơn vị đo lường không ạ? Nó cũng là đơn vị đo lường. Và như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể gọi là vàng là tiền. Nhiều người nhầm lẫn rằng vàng là hàng hóa. Hàng hóa không đóng được ba cái vai trò này. Lấy ví dụ như hàng hóa, anh chị và các bạn cứ lấy ví dụ như là sắt thép chẳng hạn. Sắt thép nó sẽ cũng đóng được cái vai trò trung gian giao dịch, nhưng nó chỉ đóng vai trò ở trung gian giao dịch ở một cái gọi là cái môi trường, một cái không gian, thời gian cụ thể nào đó thôi, chứ nó không thể dùng để mà làm vai trò trung gian giao dịch trên toàn cầu được, bởi vì nó quá cồng kềnh, quá nặng và không 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 làm được cái điều đó. Cái đơn vị đó đo lường thì nó lại càng không làm được. Như vậy chúng ta thấy là tiền là như vậy. Nếu bạn hỏi các nhà kinh tế tiền là gì, họ gần như chỉ đề cập đến tiền pháp định được in bởi các ngân hàng trung ương và tập trung vào các thảo luận kỹ thuật về các dạng cung tiền hẹp, còn mở rộng được gọi là M3, M2, M1 hoặc M0. Chữ M thể hiện cho chữ tiền là money anh chị bạn. M0 là cung tiền hẹp nhất, bao gồm dự trữ của ngân hàng và tiền. M0 cũng được gọi là cung tiền cơ sở vì nó gần như là định nghĩa hẹp nhất về tiền mà các nhà kinh tế học nghĩ đến. Tôi gọi vàng là cung tiền âm M Sujero vì thậm chí nếu các nhà kinh tế học không nhận ra nó thì vàng là cung tiền thực nằm bên dưới cung tiền giấy. Câu trả lời tiếp theo, câu hỏi tiếp theo của người ta đặt ra là tại sao vàng lại là tiền? Người phản đối mỉa mai vàng như là thứ ánh sáng kim loại hoặc một đống đá nhằm cho rằng vàng chẳng có gì hấp dẫn để trở thành tiền. Thậm chí các nhà kinh tế học danh tiếng như cựu chủ tịch Fed ông Ben Kennedy đã mô tả vàng chỉ là món hàng cất trữ trong hầm vàng của Mỹ theo một hình thức truyền thống mà không nói bất cứ điều gì hữu ích hơn về vàng. Thực sự sử dụng vàng như tiền không chỉ có từ thời kỳ mà xa xưa mà thực tế phổ biến đến hiện nay. Gần đây thì dịch vụ quốc tế BBC tiến hành các cuộc phỏng vấn với một số các giáo sư hóa học Đại học London, trong đó giáo sư của Salel trình bày hiểu biết sâu sắc về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nhằm giải thích tại sao vàng, một trong cấu trúc nguyên tử được biết tới là đặc biệt và lý tưởng để trở thành tiền trong thế giới thực. Chúng ta hãy nhớ là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học từ thời trung học nó trông giống như ma trận hình vuông, với mỗi hình vuông là một yếu tố hóa học, có khoảng 18 hình vuông theo chiều rộng và 9 hình vuông theo chiều ngang, và hai nguyên tố bất thường là hydro và heli nằm ở phía trên. Mỗi hình vuông bao gồm tên của các yếu tố, ký hiệu gồm một hoặc hai chữ cái, khối lượng nguyên tử và nhiệt độ sôi. Tổng cộng có 118 nguyên tố hóa học được trình bày trong bảng. Từ hydro là nguyên tố nguyên tử là một, đến
unotium, tên gọi tạm thời trong nguyên tố là 118. Điều này quan trọng là không có vật chất nào trong vũ trụ mà không được tạo bởi một trong những nguyên tố hóa học trong bảng này. Nếu bạn muốn tìm tiền, nó phải nằm ở đây. Nó phải nằm ở đây. Giáo sư Salel khéo léo dẫn chúng ta đi một vòng quanh bảng tuần hoàn. Ông chỉ ra hầu hết các vật chất trong vũ trụ đều không phù hợp cho vai trò của tiền. Sau đó, ông khoanh tròn một yếu tố phù hợp nhất và duy nhất trong bảng, đó là vàng. Salel nhanh chóng loại bỏ 10 yếu tố ở phía trên, ở phía bên phải của bảng tuần hoàn, gồm heli, argon, neon, lý do rất hiển nhiên vì chúng là các loại khí ở nhiệt độ bình thường và dễ dàng thất thoát. Chúng không phải là đối tượng tốt để làm tiền. Bên cạnh các loại khí, Salel loại bỏ những nguyên tố như là thủy ngân, brom vì chúng là dạng lỏng ở nhiệt độ bình thường và không phải đối tượng phù hợp giống như các loại khí. Những nguyên tố khác gồm arsen được loại vì chúng là chất độc. Tiếp theo, ông chuyển sang phía tay trái của bảng tuần hoàn, bao gồm 12 nguyên tố học là họ kiềm như là magie, canxi, natri. Những nguyên tố này cũng không tốt để sử dụng làm tiền vì chúng dễ bị hòa tan trong nước. Các nguyên tố này nếu làm tiền thì chỉ có thể cất giữ tiền vào ngày khô ráo, còn nếu ngày trời mưa thì sẽ bị hòa tan. Những nguyên tố tiếp theo bị loại bỏ đó là uranium, protonium và thorium cũng bị loại vì đơn giản chúng là các chất phóng xạ độc hại. Không ai muốn mang theo mình toàn loại tiền có thể gây ra ung thư. Có khoảng 30 nguyên tố học là dạng phóng xạ chỉ được tạo ra trong phòng thí nghiệm và nhanh chóng tan rã sau khi hình thành, chẳng hạn như là ES. Hầu hết các nguyên tố khác cũng không phù hợp để sử dụng làm tiền dựa trên các đặc điểm của chúng, ví dụ như là sắt, ví dụ như là đồng, ví dụ như là chì. Không phải là công cụ tốt vì chúng dễ bị rỉ sét hoặc ăn mòn. Titanium quá khó để nấu chảy với các thiết bị thô sơ trong xã hội cổ xưa. Do đó thì một quá trình loại bỏ hoàn tất, chỉ còn 8 ứng viên để sử dụng làm tiền. Đây là những kim loại quý nằm trong trung tâm của bảng tuần hoàn, bao gồm iridium, osmium, ruthenium, paratium, parari, jodi, bạc và vàng. Tất cả các nguyên tố này đều hiếm, tuy nhiên chỉ có bạc và vàng gần như là sẵn đủ số lượng để tạo nên cung tiền. Các nguyên tố còn lại là quá hiếm để trở thành tiền và rất khó để chiết xuất vì nhiệt độ sôi của các nguyên tố khác là rất cao. Quá trình loại bỏ chỉ còn lại hai yếu tố là bạc và vàng. Cả hai đều hiếm nhưng không hoàn toàn quá hiếm. Cả hai có nhiệt độ nóng cháy tương đối thấp và do đó dễ dàng chuyển thành đồng tiền, thỏi và trang sức. Bạc bị mờ vì nó phản ứng với một số sulfur trong không khí. Điều này giải thích tại sao chúng ta chỉ nên cất giữ giá trị vào vàng. Điều này biến vàng trở thành điểm đến hấp dẫn cuối cùng. Nó có ánh sáng màu vàng, tất cả kim loại khác đều óng ánh màu sắc, ngoại trừ kim loại đồng chuyển thành màu xanh khi tiếp xúc với không khí. Vẻ đẹp không phải là điều kiện ưu tiên để sử dụng làm tiền. Tuy nhiên, vẻ đẹp của vàng khiến nó tạo nên sức hấp dẫn. Người cổ xưa không sử dụng vàng làm tiền vì ánh sáng hoặc vẻ đẹp của nó bị chỉ trích. Vàng là yếu tố hóa học duy nhất có tất cả các đặc điểm vật lý hiếm, dễ uốn, trơ về mặt hóa học, bền bỉ và thuần khiết để trở thành. Anh chị và các bạn lưu ý này: hiếm, dễ uốn, trơ về mặt hóa học, bền bỉ và thuần khiết để trở nên đáng tin cậy và cất giữ giá trị. Những người thông thái trong xã hội biết rõ họ phải làm gì. Tất nhiên, danh sách các đặc điểm ở trên không có nghĩa rằng vàng phải trở thành tiền. Tiền ngày nay tồn tại dưới dạng kỹ thuật số. Những hạt electron cất giữ các con số mà không bị tan biến. Đáng lưu ý là chúng không hiếm. Đừng nghĩ chỉ vì tiền kỹ thuật số mà nó không phải là một phần của thế giới thực. Nó không thể nằm ngoài bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học. Tiền kỹ thuật số tồn tại khi được lưu trữ trong các chip làm bằng nguyên tử silicon. Nhưng dạng tiền này có thể bị hack hoặc bị xóa đi. Nguyên tử vàng
Số nguyên tử số 79 là ổn định và không thể bị xóa đi bởi các cuộc tấn công virus của Nga, của Trung Quốc và các hacker. Thậm chí trong thời đại tấn công mạng, vàng vẫn đứng vững và không loại tiền nào có thể sánh được. Đọc và nghe thấy đây thì anh chị và các bạn bắt đầu có thể mường tượng và hiểu rõ hơn về những cái vấn đề mà hiện nay chúng ta đang được hiểu, được biết, được nắm và được chia sẻ về cái câu chuyện của vàng. Rõ ràng vàng đóng vai trò rất là quan trọng trong cái câu chuyện đại diện là một loại tiền, và không phải vô lý mà người ta gọi vàng là mẹ của các loại tiền. Thực tế những thứ mà chúng ta đang nhìn thấy, chúng ta đang biết và chúng ta đang trao đổi và chia sẻ như trong video ngày hôm nay, thì anh chị và các bạn hoàn toàn có thể nhìn ra và nhận ra rằng những cái yếu tố quan trọng cốt lõi để có thể nhìn thấy về cái câu chuyện của vàng. Rõ ràng vàng phải vô lý mà người ta gọi vàng là mẹ của các loại tiền. Ok, chúng ta đang chưa được chia sẻ trong nhóm gọi là nhóm những người đã mời Thắng cà phê trong cái câu lạc bộ những anh em, chị em và các bạn đang được phục vụ trong cái nhóm chia sẻ về những yếu tố về vàng, cũng như là nơi đây là nơi phục vụ nhóm kín những anh chị và các bạn đã từng mời Thắng cà phê. Nên là chúng ta có một cái giới hạn người nhất định, do đó thì những thông tin chúng tôi chia sẻ là những thông tin hữu ích với anh chị và các bạn để nâng cao cái tầm nhìn và góc nhìn rõ nét hơn cho anh chị và các bạn về cái vàng, và không phải là chỉ là những cái câu chuyện gọi là mơ hồ. Chúng ta đang nói tới những câu chuyện rất là cụ thể, tại sao vàng được gọi là tiền, tại sao vàng đóng vai trò là tiền, tại sao vàng hiện nay thì nó đóng một cái vai trò quan trọng và chủ chốt, nó là mẹ của các loại tiền. Chúng ta tiếp tục câu chuyện. Vàng không phải là hoạt động đầu tư. Điều này chúng ta phải hiểu một cái vấn đề, đây là một trong những vấn đề rất quan trọng mà anh chị và các bạn đang nhầm lẫn như câu chuyện là vàng là một kênh đầu tư. Vàng không phải là hoạt động đầu tư vì nó không có rủi ro và không có tỷ suất sinh lợi. Lời chỉ trích nổi tiếng của tỷ phú Warren Buffett về vàng. Vậy tại sao gần đây tỷ phú Warren Buffett lại đầu tư vào một công ty khai khoáng vàng? Tại sao đã có lần tỷ phú Warren Buffett lại đánh cược vào bạc, một trong hai cái nguyên tố hóa học được chọn làm đại diện để làm đóng vai trò là tiền, là mẹ của các loại tiền? Vậy thì cái lời chỉ trích của ngài có phải là hơi bị mâu thuẫn không? Thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện này trong ít phút tới. Thì thưa với anh chị và các bạn là nó không có tỷ suất sinh lợi và nó do đó không tạo ra lãi kép cho tài sản của mình, nên tỷ phú Warren Buffett cho rằng vàng không phải là kênh đầu tư. Vàng không có lợi tức vì không hề có rủi ro. Nếu bạn mua một ao vàng và giữ nó trong 10 năm, cuối cùng vẫn còn một ao vàng, không nhiều hơn hay ít hơn một ao vàng. Tất nhiên, giá vàng tính theo đồng đô la của một ao vàng có thể thay đổi đáng kể sau 10 năm, nhưng đây không phải là vấn đề của vàng, đó là vấn đề của đồng đô. Gần đây chị và các bạn đã thấy người ta nói tới cái câu chuyện đó là vàng là một hằng số không thay đổi, đúng như những gì mà tỷ phú Warren Buffett đã nói, và tôi bôi đen cái dòng chữ là không phải vấn đề của vàng khi giá vàng thay đổi, mà đó là vấn đề của đồng đô la. Đồng đô la mạnh lên yếu đi thì giá vàng thay đổi, chứ không phải là vàng thay đổi. Vàng tại sao nó không hề mất giá hay là nó không hề bị giảm giá trong suy thoái kinh tế? Tại vì vàng không phải hàng hóa, vàng là tiền. Mà tiền thì nó vẫn là tiền, nó không hề thay đổi, nó không có một biến đổi nào khác biệt cả. Để có được tỷ suất sinh lợi từ hoạt động đầu tư, bạn phải chấp nhận rủi ro. Với vàng, rủi ro là ở đâu? Không có rủi ro đáo hạn vì vàng vẫn là vàng. Không thể đáo hạn vàng thành vàng 5 năm sau từ vàng hiện nay. Hôm nay nó là vàng, mãi mãi là như thế. Vàng không có rủi ro của người phát hành vì không ai phát hành ra được vàng cả. Nếu bạn sở hữu vàng, bạn sẽ mãi mãi sở hữu vàng. Vàng không có rủi ro hàng hóa. Với những loại hàng hóa khác, bạn phải xem xét các rủi ro khi mua nó. Khi bạn mua ngũ cốc, bạn sẽ lo lắng liệu có sâu bọ bên trong ngũ cốc hay không, loại ngũ cốc này là tốt hay xấu.
Điều tương tự cũng xảy ra với dầu, có tới 75 loại dầu khác nhau trên thế giới, nhưng vàng hoàn toàn là nguyên chất. Vàng hoàn toàn là nguyên chất, nó là nguyên tố hóa học số 179, vàng vẫn luôn là vàng. Vàng không phải là một loại hàng hóa, anh chị và bạn hiểu này. Vàng gần như không có ngành công nghiệp nào sử dụng. Vàng không phải là một loại hàng hóa vì nó không phải là nguồn đầu vào quan trọng cho bất cứ sản phẩm công nghiệp nào. Chỉ có một số ít ngành mà thôi. Hãy quan sát các loại hàng hóa khác. Đồng được sử dụng cho các loại dây hoặc đường ống. Bạc thì có quá nhiều ngành công nghiệp sử dụng. Các hàng hóa khai khoáng khác được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất. Nhưng vàng thì không. Vàng sử dụng trong một số ngành điện tử để phủ bên ngoài, làm chất liên kết và một số công cụ khác. Nhưng về cơ bản, việc sử dụng vàng vẫn bị hạn chế. Chúng ta biết rằng vàng đang được giao dịch trên thị trường hàng hóa và được báo cáo trong phần hàng hóa của các website. Bất kể những người báo cáo mô tả hành động giá của vàng như là tít giao dịch, thì vàng không phải là hàng hóa. Nhận thức điều này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư vì có nhiều yếu tố qua tác động đến giá hàng hóa nhưng không tác động đến vàng theo một cách tương tự. Hãy xem xét tình huống đại suy thoái. Vấn đề kinh tế đau đầu lúc này là giảm phát. Giá hàng hóa và các sản phẩm công nghiệp giảm trầm trọng vào những năm 1929 đến năm 1933. Giá vàng tính theo đồng đô la không bị giảm phát. Nó vẫn duy trì cố định ở mức giá 20.67 đô la trên một ounce. Vàng đang hoạt động với chức năng là tiền tệ, nó không phải là vai trò của hàng hóa. Do đó, chúng ta đừng nhầm lẫn khi lạm phát thì vàng sẽ giảm giá. Khi giảm phát thì vàng sẽ giảm giá. Giảm phát không làm cho vàng giảm giá. Trong vài tháng, bắt đầu từ tháng 3 năm 1933, chính phủ Mỹ buộc phải đẩy giá vàng lên cao hơn từ mức 20.67 đô la mỗi ounce lên 35 đô la mỗi ounce. Chính phủ nâng giá vàng vì muốn tạo ra lạm phát. Họ tuyệt vọng cố phá vỡ giảm phát và vàng là giải pháp cuối cùng của chính phủ. Giá chứng khoán và các loại hàng hóa khác tăng sau đó. Vàng không hoạt động giống như các loại hàng hóa. Nó hoạt động như tiền. Ngày nay, các chính phủ một lần nữa đang sợ hãi trước giảm phát và tìm kiếm lạm phát nhằm giảm bớt gánh nặng thực tế của nợ. Vàng là chất xúc tác cho lạm phát mà các ngân hàng trung ương không thể tạo ra nổi. Chúng ta thay đổi giá vàng. Các chính phủ các nước muốn giá vàng thay đổi để nâng lạm phát và ngăn chặn đà giảm phát, anh chị và bạn. Vàng sẽ tiếp tục tăng giá trong những năm sắp tới. Lý do rất đơn giản, đó chính là muốn nâng mức lạm phát của nền kinh tế toàn cầu lên để đẩy lùi giảm phát, anh chị bạn. Vàng tăng giá thì nền kinh tế tự động lạm phát. Một ví dụ khác cho thấy hành vi hàng hóa của vàng là chúng ta quan sát mối tương quan giữa vàng với các cái chỉ số của chứng khoán, gồm có chỉ số Commodity Index vào năm 2014. Chỉ số này gồm 16 thành phần bao gồm vàng, sắt, đồng, nhôm và các loại hàng hóa nông nghiệp. Vàng thể hiện độ tương quan cao với chỉ số này từ tháng 1 đến tháng 11 của năm 2014, đúng như kỳ vọng. Nhưng từ tháng 11 năm 2014, chỉ số này giảm sâu trong khi giá vàng tính theo đồng đô la tăng lên. Sự phân kỳ này trùng khớp với cú sụp đổ trên thị trường năng lượng cũng như một số kim loại khác, giải thích tại sao chỉ số hàng hóa này sụt giảm trong khi nhu cầu vàng của Nga và Trung Quốc tăng lên, giải thích tại sao vàng lại tăng. Vàng bất ngờ ngừng giao dịch như là một loại hàng hóa và bắt đầu giao dịch như một loại tiền. Những hành vi này định hình nên tư duy cho chúng ta về điều gì sẽ đến. Vàng không phải là giấy tờ sổ sách. Những chuyên gia phố Wall và các ngân hàng Mỹ và những thành viên của Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London, viết tắt là LBMA trên màn hình anh chị và các bạn đang nhìn thấy, đã tạo ra vô số các sản phẩm vàng, nhưng đó không phải là vàng. Vàng trên sổ sách không phải là vàng. Đây là những hợp đồng trên giấy tờ. Những sản phẩm này bao gồm ví dụ như là các quỹ ETF, mà công cụ giao dịch nổi tiếng nhất được đặt tên dưới dạng giao dịch của các ticker symbol
gồm có cái mã cổ phiếu của cái gọi là GLD, mã giao dịch của quỹ ETF nổi tiếng mà anh chị và các bạn vẫn nghe trong những ngày gần đây, đó chính là SDB, SPDR Gold Chart, SPDR Gold Share. Từ mã giao dịch cho thấy đó là sản phẩm chứ không phải vàng, đó không phải là vàng, đó không phải là vàng. Giao dịch vàng tài khoản không phải là vàng, giao dịch mua cổ phiếu của GLD, của SDBA Gold Trust, SDBA Gold Share không phải là giao dịch mua vàng. Anh chị lưu tâm cái câu chuyện này. ETF là một loại cổ phiếu có một số vàng nằm ở đâu đó trong cấu trúc của nó, chứ nó không phải là vàng. Trong bụng nó là vàng, có thể một phần tài sản của nó là vàng, nhưng bạn không sở hữu vàng, bạn sở hữu cổ phiếu GLD. Anh chị và bạn lưu tâm nha. Thậm chí cổ phiếu này không phải là dạng vật chất, nó là kỹ thuật số và dễ dàng bị hack, xóa đi, dễ dàng phát hành thêm, dễ dàng cung thêm lượng lượng lớn GLD, mã cổ phiếu của SDBA Gold Trust. Cấu trúc pháp lý nằm sau GLD là ủy thác. Anh chị bạn, người được ủy thác có một số vàng vật chất nằm trong hầm vàng. Thỏa thuận này nói chung là đúng với các quỹ ETF vàng. Hầm vàng của GLD nằm ở London, có một số thành viên được ủy quyền, nhưng những người sẽ tạo ra thanh khoản cho cổ phiếu tín thác vàng GLD. Đây là những thành viên lớn của hiệp hội LBMA như là Goldman Sachs, JP Morgan Chase và một số ngân hàng khác. Các hoạt động của thành viên được ủy quyền bao gồm kinh doanh chênh lệch giá giữa thị trường vàng vật chất và thị trường cổ phiếu GLD. Nếu có nhiều áp lực bán đối với các cổ phiếu GLD, những thành viên được ủy quyền sẽ mua cổ phiếu giống như các thành nhà tạo lập thị trường và bán khống vàng vật chất. Sau đó được dealer này đưa số cổ phần mua được cho người đại diện của ETF, nhận lại số vàng vật chất và dùng nó để đóng các vị thế bán khống vàng vật chất và đút túi lợi nhuận có được từ chênh lệch giữa giá cổ phiếu và giá vàng vật chất. Hoạt động kinh doanh chênh lệch giá này tương tự như kinh doanh chênh lệch giá của điểm vàng giữa thị trường New York và London vào những năm 1914. Ngoại trừ không cần thiết phải di chuyển vàng vật chất qua biển Bắc Đại Tây Dương để thực hiện hóa lợi nhuận, ngày nay vàng chỉ nằm trong hầm hầm vàng LBMA hoặc hầm vàng của GLD, phụ thuộc vào dòng chảy của hoạt động kinh doanh chênh lệch giá. Nói tới đây thì nhiều anh chị và các bạn sẽ bắt đầu mường tượng câu chuyện chúng ta đang giao dịch vàng tài khoản là mua vàng. Sai lầm quá lớn. Các nhà đầu tư cổ phiếu GLD chấp nhận rủi ro vì không sở hữu vàng vật chất mà trở thành mục tiêu của các đợt tấn công hacker hoặc là mục tiêu của những biến động giá bất thường trên thị trường. Ví dụ các quan chức có thể đóng cửa sàn giao dịch chứng khoán New York, không cho phép nhà đầu tư giao dịch loại cổ phiếu này nữa. Những ai nói rằng sàn giao dịch New York không bao giờ đóng cửa thì hãy nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với các sự cố phần mềm vào ngày 8 tháng 7 năm 2015, cơn bão Sandy vào năm 2012 và các sự kiện khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nổi tiếng nhất là sàn giao dịch chứng khoán New York từng bị đóng cửa tới 4 tháng kể từ ngày bắt đầu Thế chiến thứ nhất. Thiếu điện năng hoặc các vấn đề về điện tử có thể khiến cho sàn giao dịch chứng khoán bị đóng cửa bất cứ lúc nào. Khi nắm giữ cổ phiếu ETF, bạn bị mắc kẹt vào hệ thống kỹ thuật số. Và hơn hết là các sàn vàng hoàn toàn có thể bị phá sản do một vài các cái giải pháp kỹ thuật hoặc một vài các vấn đề liên quan tới giải pháp kỹ thuật. Hiệp hội thị trường kim loại quý ở London, LBMA, cũng bán vàng không qua các hợp đồng thương mại trên giấy tờ sổ sách, vốn hoạt động giống như thị trường tương lai không có luật điều chỉnh. Vàng trong các hợp đồng này được gọi là vàng không chỉ định. Cái từ khác của nó là analog contagion, nghĩa là người sở hữu không nhất thiết phải yêu cầu chuyển đổi vàng vật chất. Về lý thuyết, người bán khống cần phải có vàng vật chất nhưng vẫn phải có đủ lượng vàng tiềm năng cho tất cả những người mua vàng không chỉ định khi họ có yêu cầu rút vàng vật chất. Tuy nhiên, thực tế là mua vàng không chỉ định khi họ có yêu cầu rút vàng vật chất. Tuy nhiên, thực tế là các ngân hàng có thể bán 10 đô la hoặc cao hơn trong mỗi hợp đồng 1 đô la vàng vật chất mà họ đang nắm giữ. Tức là chỉ cần một số nhất định vàng vật chất nhưng bạn bán cho nhiều người khác nhau. Tôi lấy ví dụ như vậy, một ngân hàng ở Việt Nam chỉ có 1.000 cây vàng nhưng họ hoàn toàn có thể bán cho 10 người, 20 người, mỗi người 1.000 cây vàng.
Câu chuyện này nó hoàn toàn có thể. Chúng ta không thể đồng thời 10 người hoặc 20 người cùng đến một lúc để yêu cầu ngân hàng đưa cái số vàng của chúng ta mua ra để trình cho chúng ta xem. Đôi khi họ chỉ có 10.000 cây vàng, 1.000 cây vàng thôi, nhưng họ hoàn toàn có thể bán 10.000 cây. Đây nó gọi là vàng không chỉ định, hoặc là vàng trên giấy, hoặc là vàng bán từ hư không anh chị bạn. Các ngân hàng hy vọng rằng tất cả các chủ sở hữu đồng hợp đồng sẽ không đồng loạt rút vàng cùng một lúc, vì nếu họ làm thế, ngân hàng sẽ không có đủ vàng để trả cho họ. Một điều rất là vô lý ở chỗ nếu như đồng loạt tất cả mọi người đều đi rút tiền ở ngân hàng thì ngân hàng chỉ có thể phá sản thôi anh chị bạn, và không có cách nào để xử lý trong khi mà một đồng loạt tất cả những người gửi tiền đi rút. Thì ở đây câu chuyện mà một ngân hàng bán vàng cho cùng đồng loạt 10-20 người một lúc, nếu như tất cả mọi người đều đi rút vàng vật chất thì ngân hàng đào đâu ra vàng để mà gửi cho anh chị bạn ạ? Khi họ bán vàng là vàng gọi là vàng gì ạ? Vàng không chỉ định anh chị bạn. Người chủ sở hữu vàng theo các hợp đồng này phải đưa thông báo cho ngân hàng nếu họ muốn chuyển đổi từ vàng không chỉ định sang vàng được chỉ định. Thông báo này giúp cho ngân hàng đủ thời gian để tìm kiếm vàng vật chất nhằm đáp ứng cho chủ sở hữu hợp đồng. Đến đây thì anh chị và các bạn bắt đầu nghe, bắt đầu thấy thú vị hơn nữa anh chị bạn. Nếu được anh chị bạn hãy ấn cho Thắng một cái like đi ạ. Ok, anh chị bạn để lại bình luận cho Thắng đi ạ. Ok, nếu có quá nhiều người cùng yêu cầu rút vàng vật chất cùng một lúc, ngân hàng có thể chấm dứt hợp đồng và đơn giản là đưa cho chủ sở hữu một lượng tiền theo giá đóng cửa của ngày chấm dứt hợp đồng. Chủ sở hữu hợp đồng sẽ có một tấm séc theo giá đóng cửa nhưng không bao giờ có vàng vật chất. Đó là trường hợp khả quan nhất. Trong trường hợp cơn sốt vàng hoảng loạn và giá vàng tăng vọt, các chủ sở hữu hợp đồng này có thể bị phá sản vì đơn giản không có đủ vàng vật chất cho ngân hàng đáp ứng yêu cầu. Chỉ vàng vật chất ngoài ngân hàng là vàng thực. Vậy câu chuyện này sẽ dẫn đến câu chuyện phá sản của các hợp đồng bán vàng không chỉ định. Vàng không phải là kỹ thuật số anh chị bạn ha. Vàng là tiền tệ hữu hình, không phải là vàng kỹ thuật số. Do vậy, vàng mang lại bảo hiểm chống lại các rủi ro tiền liên quan đến tiền kỹ thuật số. Ở nhiều góc độ, đồng đô la là một dạng kỹ thuật số. Chúng ta có thể chỉ cần một vài tờ đồng đô la trong ví, tất nhiên nó không đủ cho nhu cầu mua sắm của bạn. Nếu tôi cần chi trả hóa đơn 20 đô la ở cửa hàng tạp hóa, thay vì rút ra tờ tiền 20 đô, tôi thích sử dụng thẻ tín dụng hơn. Khi bạn nhận lương, công ty nơi bạn làm việc có thể gửi trực tiếp vào tài khoản tiết kiệm của bạn. Khi bạn thanh toán các đơn hàng, bạn có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Khi bạn đi mua sắm, bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Số tiền mặt mà bạn sử dụng tương đối nhỏ so với các giao dịch kinh tế của bạn. Các thị trường chứng khoán lớn nhất trên thế giới, thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ không còn phát hành các chứng chỉ thương mại bằng giấy tờ từ đầu những năm 1980 nữa. Chỉ còn một số lượng nhỏ các chứng chỉ thương mại bằng giấy đang trôi nổi trên thế giới, và phần lớn thị trường trái phiếu ngày nay hoàn toàn là số hóa, không như hệ thống thanh toán. Một xã hội số hóa không tiền mặt giống như Trung Quốc hiện nay đang làm, Mỹ hiện nay đang làm. Một vài nhà quan sát đã nhận ra cái họ gọi là cuộc chiến tiền mặt. Bạn không cần phải lo lắng, cuộc chiến tiền mặt đã kết thúc và chính phủ đã là người giành chiến thắng từ lâu lắm rồi. Một vấn đề thực tế là những người dân thật thà giờ đây không có quyền huy động đủ một số lượng tiền mặt lớn mà không bị xem là những kẻ buôn thuốc, trùm khủng bố hoặc trốn thuế. Cùng với đó là các cuộc điều tra giám sát từ phía chính phủ. Những người dân không có vàng, không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sống chung với việc số hóa tài sản của bạn. Chúng ta sẽ dừng video tại đây và chúng ta sẽ có một video phần 2 vàng là tiền trong những ngày sắp tới. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian để quan tâm, để chia sẻ, để cùng nhau với Thắng xây dựng một cái chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Đây là kênh phục vụ những anh chị em và các bạn nào đã mời Thắng cà phê. Những người mà tham gia cộng đồng này hiện nay chưa mời cà phê thì vui lòng mời Thắng cà phê ở trên màn hình, số tài khoản trên màn hình, để chúc chúng ta tiếp tục cùng nhau góp gạch, góp thêm kinh phí để xây dựng kênh của chúng ta ngày càng hữu ích hơn, xây dựng cái nhóm phục vụ những anh chị và các bạn cà phê hữu ích hơn và đảm bảo quyền lợi cho những người đã mời cà phê. Còn những người nào chưa mời cà phê xin vui lòng hoặc là mời cà phê hoặc là thoát ra khỏi nhóm để chúng ta công bằng hơn đối với tất cả mọi người, và hơn hết là chúng ta
có thể là một nhóm kín để chia sẻ những cái thông tin hữu ích, tránh cái việc loãng tin cũng như tránh những cái việc gặp gây rắc rối cho cộng đồng của chúng ta. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Số tài khoản trên màn hình là số tài khoản mà anh chị và các bạn có thể chuyển khoản để góp gạch, để xây dựng cộng đồng, để cùng mời cà phê, để chúng ta cùng nhau đồng hành trong thời gian sắp tới. Chúng ta sẽ có nhiều 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 hơn nữa những thông tin hữu ích tuyệt vời hơn. Thay vì chỉ là đọc sách cho anh chị và các bạn nghe, thì chúng ta sẽ có nhiều bình luận chuyên sâu hơn. Sau khi quyển sách Về Vàng kết thúc thì chúng ta sẽ có nhiều thứ khác hữu ích hơn. Mong anh chị và các bạn hãy yêu quý, hãy cùng nhau góp sức, cùng nhau góp gạch, cùng nhau góp cà phê để xây dựng cộng đồng của chúng ta. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúng tôi xin kết thúc video tại đây để tránh thời lượng video nó quá dài, gây ra anh chị và các bạn không có thời gian xem hết. Cảm ơn anh chị và bạn và các bạn, anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới, một tháng âm lịch tháng 8 mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.